12 thì mình sẽ xét một bước trước khi kể Ben, đúng không? Bước 1 tôi muốn có thể con đúng đắn. Bước 2 tôi biết công việc của tôi trong mối quan hệ cũng mong muốn có thể con đúng đắn như mình. Nên tôi cùng các đội mình là kể Ben. Bước 3 tôi quay video kể Ben áp lực trong mối quan hệ. Bước 4 là thiền cà phê mình động kể Ben trong ngày hôm nay. Cũng như là hồi hướng cho thấy quan đúng đắn của bản thân, các đội trong mối quan hệ của người thân, bố mẹ, anh chị em họ hàng cũng như là con người muôn loài. Em xin bắt đầu với chữ cái bút. À, người cho mời em đang cầm vật gì trên tay nhỉ? Cái bút, ngọn cái bút này mình hay dùng để viết một số trường hợp trong nhật ký. Nếu có một chú chó đi vào căn phòng này, em vị trí cái bàn em đang ngồi và em cầm cái vật này này, em vua cho một chú chó ấy. Mình thấy nó sẽ làm gì vậy nè? Mình thấy có thể nó sẽ ngọn cái chơi vật này bỏ đi làm gì? Như vậy cũng là vật này thì mình coi là cái bút chó thì không, ngọn chỉ coi là đổi dạng để chơi thôi. Thì có quả là ra là ai nó đúng ạ? Người đúng hay chó đúng? Người ta có câu trả lời là cả hai đều đúng, bởi vì không có biết từ trước và vì vấn đề là cái gì và phản ứng như thế nào với nó. À, như vậy mình có bài học đầu tiên rút ra đây là sẽ không có đúng vừa sai khi không có biết từ trước, bởi vì chúng ta tôn trọng cái quan người khác. Về giới quan được hiểu ở cách nói, cách nghĩ, làm, cách lựa chọn của bất kỳ ai. Mọi thứ chỉ đúng và sai khi đã có những ký ức từ trước rồi. Ví dụ mình có luật pháp của đất nước mình này, rồi rất làm việc ở quan đoàn thể này, cam kết các đội nhóm này của địa phương hoặc là của gia đình chẳng hạn. Khi chúng ta những thành viên chúng ta vi phạm những cam kết đã đề ra, chúng ta sẽ sai luật. Khi đó thì sẽ có sự phán xét đúng sai. À, tiếp đó đặt cái vật này xuống dưới mặt bàn và em và chú gió đi ra khỏi phòng này, và khỏi phòng này sẽ tắt đèn, không ai đến nữa. Chúng ta sẽ không có thủy hiểu gì đến bên này nữa. Đây hiểu nó này nó sẽ là gì ạ? Nó sẽ không là gì, hồ tôi đang tắt nằm ở đây, bởi vì không quay nhìn thấy nó. À, và trong đạo Phật tất cả vật này khi đó là có tính không, mang tính trung tính, nhưng mà nó lại có tính tiềm năng. Tính tiềm năng của nó thực hiện là gì? Khi cái phòng này bật sáng thì là em vào cái phòng này trước, đến vị trí cái bàn này và nhìn bên này và trở thành cái bút đối với em, đúng không ạ? Chú chó đi vào đây trước, đến vị trí cái bàn này chờ nên và nhìn bên này thì nó sẽ lại gặp nghịch với bên này, và em mà nó cũng đi vào thì sao? Em bế nó và em mà nó cùng đi bên này thì bên này sẽ vừa là cái bút này để vừa là để chơi. Thế như vậy thì tiềm năng mới được thể hiện, đúng không ạ? Cùng là vật này nhưng mà lại xuất hiện thành hai thể khác nhau trên một vật này, do có hai chuyện khác nhau, đúng không ạ? Người và chó đang cùng nhìn bên này, do góc nhìn, đúng không ạ? Có quan chiếu thì người ta cũng lên. Thế như vậy mình có bài học thứ hai rút ra đây là mọi sự vật, sự việc hay bản thân chúng ta thì đều có tính không, và tương xứng của nó là tính tiềm năng, đúng không ạ? Trở thành bất cứ thứ gì, nó phụ thuộc vào góc nhìn, góc quan chiếu của người ta động lên. Tiếp đó việc chúng ta nhìn thấy được cái bút này đến từ chính vật này cho mình biết nó là bút hay chúng ta nhìn thấy được bút ạ? À, chúng ta nhìn thấy là bút, đúng không ạ? Bởi vì đến từ, nếu mà đến từ chính vật này cho mình biết là bút, tức là nó có ngôn ngữ, có cách diễn đạt để mình cho mình biết là bút ý, thì nó sẽ có ngôn ngữ cái diễn đạt khác để cho chú chó bất cứ vật nào khác sẽ biết là cái bút, và khi đó tất cả các vật khác cũng sẽ cầm cái vật lên và viết cho chúng ta, nhưng mà chỉ chúng ta biết là cái bút để mà dùng để viết thôi, đúng không ạ? Nên mình có bài học thứ ba rút ra đây là mọi thứ đến từ tôi hay là mọi thứ đến từ những hạt giống tâm trí của tôi ạ. Thì tôi nhìn thấy cái bút là tôi do của tôi quán chiếu, tôi phóng chiếu ra nó. Thì có ba bài học mình thấy này, vấn đề có tính tiềm năng này, lại đến từ tâm trí của mình ấy, mình có thể thay đổi suy nghĩ này. Mình ước này thì vật có trị lớn hơn được không? Giá trị thần là khác, vì đây là cái bút giá trị nó nhỏ. Mình ước là thứ mình thích, vàng bạc là quý kim cương này, nhẫn này, ngôn xoan này. Em thử ước thì viên kim cương nhé. Tôi muốn viên kim cương, kim cương kim của mắt này, tay em cầm lên mắt này. Cái bút bởi vì đây là kết quả hiện tại, và hiện tại thì mình không thay đổi được nó. Nên mình có bài học thứ tư rút ra đây là mọi thứ không biến được sự mong cầu hay là suy nghĩ tích cực của chúng ta được. Mặc dù có tính tiềm năng và đến từ tâm trí của chúng ta. Vì sao lại như vậy? Bởi vì mình đã từng có dấu ấn và dùng được cái vấn đề từ trước này. Chúng ta đã được nép vào tâm trí của mình ý. Có thể là từ rất lâu hoặc là con bé này. Chúng ta được ai đó cầm vật này đưa cho mình nói rằng đây là cái bút, hoặc mình đã từng đưa vật này cho ai đó nói rằng đây là cái bút. Tức là mình đã từng có dấu ấn và giống về vật này. Khi em cầm vào trên tay thì này dấu ấn giống về cái bút bung nở và chỉ như cái bút thì hiện tại thôi, đúng không ạ? Nhanh đến mức mà mình khi mình chưa biết đến những bài học trong câu chuyện này thì mình đừng nghĩ rằng mọi thứ đến mình ngoài cái bút này ra thì nó từ bên ngoài, nhưng không, đến từ tâm trí của chúng ta, vì mình cũng có dấu ấn và giống. Thế như vậy mình không mong cầu, không ước, không thay đổi hiện tại, thì muốn đạt được những điều mình mong muốn tương lai thì mình được biết đến công cụ hỗ trợ, nó là 4 bước gieo hạt, 4 bước Starbucks, đúng không ạ? Chúng ta tạo ra dấu ấn giống như hiện tại nhưng mình đã từng có, chúng ta tạo ra dấu ấn giống như cái vật này chẳng hạn, và khi dấu ấn giống của mình đủ nhân duyên, nó bung nở, chúng ta đạt được điều mình mong muốn. Ví dụ chúng ta muốn được yêu thương này, được quan tâm, được chăm sóc chẳng hạn, thì chúng ta hãy làm được đó trước bằng cách là yêu thương, quan tâm, chăm sóc đến người thân chúng ta, bố mẹ, anh chị em, họ hàng ra này, rồi tiếp đó đến đồng nghiệp này, đến những người bạn bè này, rồi các đội nhóm chẳng hạn. Khi chúng ta làm điều đó đủ lớn thì chúng ta sẽ nhận được đó là sự yêu thương, quan tâm, chăm sóc của mọi người. Như vậy bèo thứ năm rút ra đây là chúng ta muốn cái gì chúng ta hãy cho đó đi trước, đúng không ạ? Thực hiện bằng thân khẩu ý qua 4 bước gieo hạt, mình tưới tắm, vun sống, vun dưỡng những hạt giống của mình bằng cách là thiền cà phê, nhớ lại những hành động tốt, việc tốt mình đã làm. Và khi rồi thảo giống đủ vấn duyên nó sẽ bung nở. Em thì kết thúc câu chuyện Facebook mình ở đây. Cảm ơn cả nhà đã nghe và cho em gửi giờ Ben ngày hôm nay. Mình sẽ nhớ thì cà phê mình nhỏ cái Ben này.
cũng như là hồi hướng tôi thấy quan đúng đắn của bản thân, các đồng đội trong nhóm quan hệ của người thân này, bố mẹ chị em họ của mình, cũng như là muôn người muôn loài. Xin chào cả nhà.